Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Và ngày hôm nay, vâng, vẫn tiếp tục series ăn gì, đi chơi gì ở Đà Nẵng. Thì chúng ta lại gặp trở lại những con người này từ số trước. Không biết các bạn còn nhớ không, đây là hai bạn của Nothing To Eat. Các bạn ấy xấu quá nên là không được làm sáng, ok. Đây là Ryan, mình hay gọi là Dũng. Ok, hai Dũng, hai Vi, hai Thắng. Trộm vía là Đà Nẵng mấy ngày hôm nay thì khá là đẹp trời để chúng ta có thể đi ăn, đi chơi thoải mái. Nhưng mà có một anh tài xế chạy dịch vụ xe dù rất là thân thiện, gần gũi và rất nhiệt tình. Nên là bây giờ đang đưa chúng mình đi đến chợ gì ha? Chợ Bắc Mỹ An. Chợ Bắc Mỹ An để ăn chè bơ Cô Vân. Kem bơ Cô Vân. Kem bơ Cô Vân. Cứ chè, thèm chè quá rồi đấy. Các bạn muốn đi ăn chè sầu riêng không? Tối nay chúng ta sẽ đi ăn, chứ còn bây giờ chúng ta sẽ đi ăn kem bơ ở chợ Bắc Mỹ An. Let's go! À, trước khi bắt đầu thì các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow tất cả chúng mình, link ở dưới description nhé. Ẩm thực chợ Bắc Mỹ An ở quận Ngũ Hành Sơn là một trong những điểm đến không thể bỏ qua của các bạn trẻ Đà Nẵng, với nhiều món ngon như nước ép cóc, bún trộn, bánh tráng trộn, bánh bèo, bánh đập và đặc biệt là kem bơ Cô Vân. Giá cả các quán ở đây rất ổn, vừa rẻ lại vô cùng chất lượng. Nào, cùng ghé qua quán kem bơ Cô Vân theo lời gợi ý của ba bạn food blogger này nhé. Sang đây, sang đây. Cô bán được bao lâu rồi cô? Cô bán từ hồi năm 90 giờ. Là 28 năm rồi. Thế cái này là món gia truyền của cô hay là tự cô nghĩ ra hay là có ai? Không phải là kem, là kem gia truyền. Dạ. Ông chị mua và chị có cái chồng cái bảo lộc á, nhà có trồng bơ nhiều không em? Hay gửi về nhà. Nếu bây giờ còn nhiều không thì đem thử về cho ông ăn cũng được. Đây là đầu mối tiêu thụ á. Này, cô bán kem, cô thấy ý tưởng rồi, cô kết hợp hai thứ của anh. Mời đây con. Quán Cô Vân có thể coi là một trong những quán gây mất trật tự nhất cái khu chợ này. Vì đến đây các bạn sẽ chỉ nghe thấy tiếng chào mời đon đả và tiếng cười của thực khách. Thực sự các bạn phải thử món này khi đến Đà Nẵng nhé. À, mà lần đầu tiên thì nên thử kem bơ thôi để cảm nhận hết vị ngon, vị ngậy của nó. Còn nếu ăn được cốc nữa thì có thể gọi kem bơ sầu riêng này cũng ngon lắm. Giá cả của kem bơ là 10.000 một cốc và kem bơ sầu riêng chỉ 15.000 thôi. Quá rẻ cho một món chè siêu ngon mà đặc sản của Đà Nẵng đúng không nào? Wow. Cảm cảm rất là ngon, kem bơ mà bỏ chung với sầu riêng là rất là ngon. Cảm ơn. Wow, tự review luôn, tự làm tự review luôn nè. Ăn xong, chị Linh, cháu của cô Vân, dẫn chúng mình đi uống nước dừa và ăn rau câu trái dừa ở cổng chợ. Vừa được chị mời ăn miễn phí lại được nghe vài ba câu chuyện buôn bán của nhà cô Vân, thì tự dưng Linh thấy người Đà Nẵng thực sự quá dễ thương và thân thiện. À, đi kể hết chuyện nhà cho người khác nghe. Ăn hết độ thanh thôi là biết. Hiện tại thì chúng mình đang có mặt tại quán Vân ở 13 Thanh Tịnh. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi khám phá một số loại bánh đặc sản của Đà Nẵng. Úi dồi ôi, đang làm gì đấy? Trứng cá. Sao đứng hái giữa trời nắng thế này? Ở ngoài kia nhiều tuổi thơ của chúng mình. Quán Vân này thì thứ nhất là nổi tiếng, thứ hai nữa là nó có khá là nhiều các loại, từ bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, cho đến các loại bánh ướt. Và đặc biệt ở đây có một món không liên quan gì tới các loại bánh đó nhưng cũng rất ngon, đó là món sữa chua. Sữa chua ở đây cực kỳ ngon, đó là sữa chua phô mai. Lát nữa mời các bạn. Bảo sao em có tặng như này? À không, không, chấp nhận. Bọn em ăn đây bao giờ chưa? Chưa. Giống anh đúng không? Yeah. Chúng ta nếu mà không ngon thì đánh úp luôn nhé. Đồ ăn sau 3 phút là đã ra được đến nơi rồi các bạn ạ. Đây là bánh gì vậy? Bánh lọc. Bánh lọc. Đây là bánh nậm.
Đây là bánh gói. Bánh gói hả? Bánh gói thì bên trong này còn đây là nước chấm cho ba loại khác nhau đúng không? Đúng rồi. Rất là nóng, siêu nóng luôn. À ok, đã hiểu. Cái này nó hơi giống bánh bánh giò. Không, hơi giống bánh tẻ ở ngoài kia. Lọc này nhưng mà lọc Huế đúng không? Ừ. Bánh lọc này chắc các bạn đã quen rồi nên là thôi không phải giới thiệu nữa nhá. Trong đây có một con tôm, hai con tôm sớt to này. Mấy con? Một con. Đây là bánh nậm. Bánh nậm này thường nó giống bánh gói nhưng mà nó mỏng. Nó mỏng hơn, nó mỏng hơn. Nó nóng quá. Chắc là bánh này rất là nóng. Ớt giống nhau nè. Không rồi, nó mỏng hơn. Nên là mình khi mình ăn mình thấy cái cảm nhận được cái độ thịt và cái độ nhân nó rất là nhiều, trong này có mộc nhĩ và thịt băm. Wow. Đây là một khay bánh bèo các bạn ạ. Nhìn ngon ha. Cái này thì các bạn đều quen thuộc rồi, chẳng qua là xem ăn ở chỗ nào nó ngon hơn hay không thôi. Cũng giống như mì Quảng, các loại bánh nậm, bánh lọc, bánh bèo đã trở thành những món ăn quen thuộc với người dân Đà Nẵng trên khắp mọi góc phố. Quán Vân này thì được mọi người yêu thích không chỉ bởi không gian thoáng mát, hương vị đúng chuẩn, mà chủ quán cũng như nhân viên nơi đây rất nhiệt tình, hiếu khách. Mà mình thấy có một điều đặc biệt ở cái quán này là mình vừa mới gọi đồ ăn cách đây vài ba phút thôi thì đồ ăn đã ra ngay lập tức rồi và còn rất nóng hổi. Nếu các bạn không ăn hết thì có thể trả lại bánh trừ bánh bèo nhá. Cá nhân mình thích bánh nậm ở đây nhất. Bánh bột lọc thì vỏ hơi dày, còn bánh bèo thì lại hơi mỏng quá nên ăn không quen. Tại mình thích xôi thịt đấy. Bữa ăn này thì vì chúng mình không ăn hết nên đã trả lại vài chiếc bánh và tổng bữa có giá trị là 96.000 cho 4 người, quá rẻ. Đây, hiện tại thì chúng mình đã gọi thêm sữa chua bởi vì thấy Dũng bảo là sữa chua ở đây rất là ngon, đúng không? Đúng, sữa chua này là sữa chua phô mai. Nhưng mà thật ra là Dũng không có ăn tiền quảng cáo thôi nhé, đừng có tin nên. Cái này nãy giờ là ngọt. Phía trên nó sẽ chua, phía dưới nó ngọt, nhưng mà vẫn chua. Bây giờ là 7 rưỡi tối và tối nay thì mình có hẹn với cả các bạn Shining ở Đà Nẵng, ở City Bạch Đằng. Rất là vui vì trùng hợp một cái là vào cái thời điểm mà mình hẹn gặp các bạn Shining ở Đà Nẵng thì kênh YouTube của mình đã đạt được 100.000 sub. Yeah! Và hy vọng là tối nay Ninh và các bạn Shining ở Đà Nẵng sẽ có một cuộc cọ sát thật là vui vẻ, trẻ khỏe, hấp dẫn và đầy thú vị. Let's go! Đây là các em Shining của mình ngày hôm nay. Và các bạn kia thì là food blogger rồi. Hi, hi, hi. Xinh quá, các bạn thì dễ thương dã man luôn ý. Các bạn nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ninh nhá. Yeah. Chào mọi người, mình là Quỳnh Nhi. Hôm nay rất vui được gặp anh. Hi Quỳnh Nhi. Còn bạn tên là gì nhỉ? Mình tên là Quỳnh Thi, là em buồn. Wow, hai chị em luôn. Thế là ai là người đi chính và ai là người đi cùng hay là cả hai đều rất thích đi ngày hôm nay? Yeah, cả hai. Wow. Hi. Hello anh, em là Bảo Anh. Là CP của anh. Bảo Anh, còn em? Em tên Nhật Hoa. Là Kim Thi. Hoa là Kim Thi. Xin chào mọi người ạ, em tên là Xuân Phúc và sinh năm 1999 ạ. Em là Kim Thi. Vì em mà thường xuyên 2.000 mới đi đại học xong. Wow, 2.000, kết nạp đây, bên này toàn các bạn 2.000. Rồi còn hai bạn. Em là Hoàng Kim, xin được 2.000. Wow. 2.000. Trời ơi. Em ngại quá. Bạn này tên là Ngại Quá, bạn Ngại Quá sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2003. Nhỏ tuổi nhất luôn rồi đấy. Em tên là Bảo Trân, em sinh năm 99, đang học đại học ngoại ngữ Đà Nẵng. Dạ, như ngoại hình thì em hơi ú một xíu nên là em tên Tú. Em xin chiến chiến nay em nhất của đại học ngoại ngữ. Em có muốn nói gì với anh trước khi anh ăn sô-cô-la của em không? Ăn đi rồi bớt mập. Ăn sô-cô-la rồi bớt mập. Sở thích của mình là tìm hiểu xem mọi người tính Ninh ở ngoài như thế nào. Bây giờ các bạn muốn biết sự thật không? Sự thật bắt đầu. Wow. Mình đặt ngồi cũng nhí nhố quá. Wow. Nhìn cứ như 2.000 ấy nhở.
À, thân thiện. Ừ, thôi cứ khen tiếp đi. Nhìn rất là thương trẻ, hoa đồng. Không có nhiều. Ừ, nụ cười này có vẻ một nụ cười tỏa nắng không? Đây là món quà thật sự anh vừa đặt chứ. Đã thật nhiều video mới, hay và thiệt là bự. Tôi thật thiệt là bựa. Ờ, anh sẽ không bỏ cái bựa trong phần vlog của anh đâu. Cảm ơn em. 2, 3 Em gửi anh á. Em tặng anh. Yeah. Uống trà sữa xong, chúng mình lại di chuyển đến quán chè Sầu Liên ở đường Hải Phòng. Nào, cùng theo chân chúng mình nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt tại chè Sầu Liên ở địa chỉ bao nhiêu? 175 Hải Phòng. 175 Hải Phòng với rất nhiều các bạn signing, 12 bạn. Wow. Ở ngoài Hà Nội, nếu các bạn nào hay ăn chè Đà Nẵng thì sẽ rất là quen rồi, bởi vì là hầu như là ở ngoài đấy hay nhập ở trong đây về. Có nhập từ quán này hay không thì mình không biết. Nhưng mà ngày hôm nay thì hy vọng là ăn chè ở Sầu Liên ở Đà Nẵng nó sẽ chuẩn vị và nó sẽ thực sự rất là ngon. Ngày hôm nay mình sẽ không nói nữa đâu, mình quá mệt. Cheers. Chúc vui. Hy vọng là các bạn đã có những cái giây phút thật là vui vẻ khi xem vlog của Ninh, và rất là cảm ơn tất cả các bạn training ngày hôm nay đã có mặt trong clip này để chung vui, chia buồn, chung vui với Ninh. Hẹn gặp lại các bạn trong các vlog lần sau, và nếu mà các bạn thích mình đi travel thật là nhiều nơi và đến gặp các bạn training ở khắp mọi nơi thì hãy comment phía dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ninh. Bye bye. Bye bye.